vậy bèn ngâm nghĩ sự nàng cần tiên nghĩ. Vẫn ôn mùa dư cứ thảo tâm trí thành được câu đào cầu bình an, dựng lên đăng trà quả thực dâng lên lòng tin bái tình nghĩ chưa thiện niềm mẫu thượng trung ngồi cao kiểu tiêu chính vị ở trên trời sở chi vẫn khát nếp thôn quê những thuyền bà an nếp nhà lề ám di đà vật ám di đà vật lớn nhan xạ nhiệt pháp giới mong nguyện chư phật hài ơi tất ra văn thủy chữ kế tượng vân thành ý hương vân chư phật hiện toàn tức nam mô hương vân cái bồ tát ma la tát nam mô hương vân cái bồ tát ma la tát nam mô hương vân cái bồ tát ma la tát sa la thanh gia hồi cung đề nghị thành thiên đức thầy người mời thành mẫu đệ nhị thanh nghi thiên đi tích sư lai giảng nghi trong đề nghị đông cuồng nhạc sắc khác tường hình dung nhạc sắc nghi khác tường giá danh đổi một đi thơ ba về chính đan hai ngàn lớn nhất minh hương ra hữu từ cầu lượng cô hương hoa nội đăng thanh cư khi hương nhân chư biến tập nam mô hương vân cái bồ tát ma la sa la thanh gia hồ thị cung thanh mẫu đệ tam thanh nhiên ơi thanh mẫu đệ tam biên xích lên ông tử biệt thủ cung sớm kết lan phòng kính xuyên sớm kết đi lan phòng nghề dám ai tiểu tiếp mi ra lòng dù an ám di đà phật ám di đà phật phật pháp chân kinh cứu khổ kính nạn linh cảm quán thế âm bồ tát ma la tát nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát ma la tát nam khai quân dòng nhan thầm cờ diệu mẫu về chứng đàn duyên ngã tích tăng cũng dạng kim phụng hoàng lần cận thành chú tiên trung Phật già âm ý từ bi vân chúng sinh cùng ác kim đính lệ kim phục hoàng thân cận khai quang in long nhang tập cờ diệu quang biên diêu tàn diên sẽ loạn xa hồi có lệnh truyền ra đức trận niên triều có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cung mạnh mọi nơi cửa như cửa đại bên đông cửa đại bên đông cửa thiếu cửa đại bên đông cửa thét cửa sơn đi ra ngoài bạch lòng bác thời ăn được an phòng an biệt an phòng bác thời thanh gia hồi tu tiên
cạnh bầu trời hồng lai, bên cạnh bầu trời gió nam thoang thoảng, ngang bay ngạt ngào tìm kiếm tàu đồng bay nằm sắp dưới biển Nam, địa lý trung linh không sai đầy thiên tình. Đội lệnh thiên đình không sai, đội lệnh thiên đình tay quyền tổng đốc, để hành các quan ngọn cờ ngọn kiếm vua ban. Ngọn kiếm vua ban là cờ ngọn kiếm vua ban, đánh đông dẹp bắc cho an nước nhà, bài sai hiệu trên thế gian. Thành ra đây chân chi mở mang nam hải thánh đệ tam, dòng dõi kim chi bảo vệ ra ba chi kỳ, ra ba chi kỳ bảo vệ ra ba chi kỳ, đã đánh phạm đặng lại đi phản tông đại vương ngăn câu thật chút lại ba câu, hiến tưởng ra bạt tưởng rằng hữu đạo chu toàn, hữu đạo chu toàn tưởng rằng hữu đạo chu toàn, ai ngờ lại mắc tiếng hoan ở đời già bảy tức có bảy khúc trực. Thành ra hồi hoa hải đương tân tiếp như cô đề nhất tức, mà thường là đất chấp may kim chi ngọc diệp dành dày, ngọc niệm dành dành kim chi ngọc niệm dành dành, thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua huệ lan thiên đức một nhà, thơm ngát một nhà huệ lan thơm ngát một nhà, điều thành ra hồi đại hoàng mong quốc cô đôi tin gọi đại hoàng, công binh chính trực nghĩ về vàng trong chiều, chốn thiên thành thường ra gần vai ngưỡng lòng trời, lại ai lòng tiền chiều vào phút thân mộng thần, phương tính mộng thần chiêm bao phút tính mộng thần, sao ra đôi vị phu nhân mơ màng tan giấc quê, vòng lan rực để đốt nhang thành ra hồi cùng, cửa bể tờ mờ trông ra cửa bể tờ mờ, chiếc đôi cô bé lững lờ ra kỳ, cú nhà trần nhớ xưa đi cú nhà trần, xin cô cửa xuân cười vân vẹn từ người thành ra hồi cùng, cầu quận khôn ngoan tín tờ cầu quận khôn ngoan, vô sai cậu chân đi ở ngoài cửa đông, lập ở hướng đông núi đền thờ, lập ở hướng đông đền thờ cậu bé ở ngoài cửa đông, phụng mạng đến đình bóng tôn quan, phụng mạng đến đình nghị giang sát thủy trừ tình trong tà, lên châu thượng thì loạn ra lên đi loạn ra lên châu, khấn bán ngọc nghi ân công hầu, quan đề nhận ra hoài vàng tím xét
bài sai lối dáng nghi quỷ cùng ta phát tàn đi hồn chiều thank you.
bàn mã ta kéo xa lệnh diện im tội bản tư khai sáng cho trần ngài về khai sáng cho trần để cho an bạn mình chứng phủ chứng đàn quan về chứng phủ chứng đàn chứng tâm cho linh chứng lòng trần gian độ cho đệ tử bình an mở riêng khai hồ lớn về mở riêng khai hồ khai đàn mở phủ cho đồng vinh hoa lính ở cộng đồng lớn này lính ở cộng đồng ban cho ma hương chảy thông lầu lầu đồ cho để bình an đẩy hết đường trần nước dương đẩy hết đường trần cho an bản mình cho thân vững vàng đồng thanh bóng lịch khôn ngoan lớn về mở sổ thiên đi bỏ đi chữ mực điền vào số son quan về tống đôi che biển chương giám đàn xin quan lớn về chương giám đàn xin đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quý khang linh tỏ trường đi cho giúp mách đôi đường lại biến chữ thiên chữ thập lại biến chữ thiên đi độ cho đệ tử khang linh thọ trường đồ cho giúp mách nam tử dòng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy cây thông dường già bột mùa cây trái đường hoa khoảng năm tai qua bốn mùa khoảng năm tai qua dân an quốc thái dương ca chơi bời quân thần phải đào chiều mở quánh quạt trời tay tiên mở cánh quạt trời quạt cho bầy kia đồng tân mát lòng quạt cho mát lòng hà sa lau diệt cho chân ngài về lau diệt cho chân đi độ cho đệ tử đời đời vinh hoa độ cho phúc đặng hà sa cấp thực cấp lương quan lớn về cấp thực cấp lương ban danh ban diệt cho đồng giàu sang ra bàn
số sinh y số tử liệt giám sát quyền
cai thượng ngàn, giám sát quyền cai nghi, thống chi thiên địa khắp sai đi chức đại thần. Vân tôn quan gia vũ đang nghỉ vân ni, bắt mang công nghi tại xa gần đều về là tôi nghĩ. Thank you.
quang
mới khổ, không mới truyền học mới đồng lội tiến giật đi đồng tổ im nhật đi vĩnh thể đoàn phóng mới truyền nhà phóng mới quân nhi tâm tinh viên minh trường thành họp ngũ thanh đồng khai ngũ minh nhi ơi thông truyền câu bài nhất đi việc thân hiệp quá vạn ô vĩnh thể truyền công hồng ân tán phần tình bố nhâm kế tiếp bình danh chi cần số tiên vật giáp thì yên thì nguyệt thì thập nhập thần đã tổ giáo sư thành công thành công là bút chu phê chuyện nhang là bút chu phê cảm phiền chư thương đáo lai hổ chỉ tà sai binh bộ binh tùy phật thánh tiên hiền đấu lên phật thánh tiên hiền công đồng tứ phủ xem soi cho trận ngài về đầu sơ liên trình diều ngãi về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng dạng kinh phùng hoàng lần cận thành chúa thiên trung ương ca lăng tận ra âm uy từ bi mẫn chúng sinh cuồng ngã kim đinh lệ kim phùng hoàng lần cận khai quang dòng nhang tập ở diều quang minh chứng đàn duyên văn sư tương lai kính dâng văn sư tương lai pháp sư tô đội chúa phê dành dành kính cho nhị từ trường sinh nhị từ trường sinh phê cho đệ từ trường sinh chữ phu chữ quy khang linh thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường dũng mạnh đôi đường phê cho dũng mạnh đôi đường mùa xuân ban đầu đồng tu bát tài hề về dành chữ tài khai cung rong nhan thầm cờ diều quang miên chứng pháp văn ngã tích tăng cung dạng kim phụng hoàng lần cận thành chúa thiên trung ương chư dư dám làm duyên quan lớn bề chư dư dám làm duyên sau là tu chấp tà tinh bên này ra mai chẳng thể biết tay truyền văn các quan quan lớn về truyền văn các quan tả cơ yếu đời đường ban đáo đàn quân truyền văn có đời hàng chứng phủ chứng đan quan về chứng phủ chứng đàn độ cho đệ tử đời đời bình hoa độ cho phúc đặng hà sa mở duyên khai hồ văn lớn về mở duyên khai hồ khai đàn mở phủ cho đồng bình bình hoa lính ở công đồng nước này lính ở công đồng ban cho mà uống sạch thông lao lao đồ cho đệ tử bình an sổ thiên đình ai
về chốt chốn thiên đình nghi độ chốt đệ tử đời đời kinh hoa độ cho phúc tặng hà sa. Đôi chữ trường sinh vì cho đôi chữ trường sinh chư phu chư quỷ tăng linh tỏ trường vì cho sức mạnh đôi đường. Lại biến chữ thiên chữ thập lại biến chữ thiên đi độ cho đệ tử khác linh thọ trường độ cho chúng manh đôi đường. Lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại đầy cây thông dường già mừng thương bằng bàn tay qua. Bóc vỏ xoay tâm quá lớn về, bóc vỏ xoay tâm soi trong lòng trứng, trứng trong lòng người quán về, bóc vỏ xoay tâm quạt mắt cho đồng quan lớn về, quạt mắt cho đồng đồng cho an tản mình, cho tâm bức vàng đồng thanh bóng lịch côn hoan. Soi chiếc gương mờ trăm năm, soi chiếc gương mờ không bằng một phút, soi nhờ gương quan quát về, soi sáng cho trần thế. Cấp thực cấp lương quan lớn về, cấp thực cấp lương ban danh ban diện cho đồng giàu sang. Lấy ở sông ngân nước này, lấy ở sông ngân tưới lên cây nước, lòng trần sạch không nước dương thảy hết bụi trần. Ngàn có hoa trầu
vẽ ý. Phong tôn quan đệ nhị đấng anh tài cũng xí vô song mẹ vang mắt phượng dâu rồng dung uy tuân tú uy phong khác thường chân sơn lâm hùng cường uy vũ linh sắc dòng cai ngự nam thiên vô tòng vâng lệnh cứu thiên thanh sơn bích đồng mọi miền quan ca chân điện đài chân điện đài uy nghiêm lòng lòng phép thần thông chi dùng ai đương ngự trên nắp hồ phi thường đi mây về gió bồn khiến độ người Như Lai Pháp Kinh Tam Tạng hiện công tu sáng dạng như ba ngàn thế giới tựa lương chậm chậm luân bề khổ tìm đường lành ra bao viên mượn bao
Việt cùng thuyền Bát Nhã vượt sông mê bờ giang tới nơi non tiên cảnh vật bầu trời Tây Vương thế giới mà đón người hiền tu Đạo Bồ Đề công công sư tu tập Bát Nhã Ba La mật tâm kinh Giả bay như bóng như hình Nhân quả bảo ứng thức tình có sai Cõi thiên thai Cõi thiên thai bầu trời cảnh bụt Lâu thanh vân cao vút mờ xa Đổi ngang phố cát vào giã Sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiếng dương vang tiếng sông bốn hương sông đồng Cửa tiếng môn lòng uy hoa Đức ông trinh ngự ngai vàng Kim chi tam giới học hoàng sắc phong Vang hiệu là quần công mới giám sát Quyền quản cái phố cát đồi ngang Uy danh đừng lầy sát sát hồ phong đệ nhị bể văn thánh hạ Giáng sinh ngày mùng 3 tháng 1 Trung thiên tầy chính ngọ xuất tần mừng giờ muôn phần sinh ra là đời đời chung chung tần trượng phú suối reo rất nhạc hòa dịu dặn chim gọi bầy dịu dịu non xanh Bằng nghe thang gội đầu gầy Nhạc trong chim én mà uốn mình lượn bay Gõ cửa thiền nó xanh bát ngã Nén nhang tư ngào ngàn buồn thương Rơi hương cùng với đình hương tệ Thành ra hồi cùng Mơ phủ vương quan đi phong tôn thật Qua lưng cơ phủ vương có Đi viên viên bão dòng nhạt Đi khát tường Còn vua thì cúc động đình Đệ tam mi thái tử giáng sinh Ngôi đền rộng
dung hòa mạc. Bẩm mi sinh thành tứ chất nghi long nhan tỉnh bời bơ phủi vương quan vương phi diệt đi bảo long long nhan y khác thường hoàng thành phòng, tề tổ câu thổ bạch mai trần tổ
tuôn ngôn đầu thành huyết bạch gió văn nề à ông vẽ o quảng cao bình cổ biến gặp phương chỉ tê rồi tâm thành kỳ đảo ngôn giả thiên cổ chỉ trong mình nhất niệm chi thành tiếng tưởng tám nạc nguy thổ tuyên hữu vị tại Việt Nam quốc Hà Nội thành giá đâm huyện đã tôn xã tòa nhà F 102 kinh ngô mâu xuân phát số phòng 1703 thi vô tại phủ thượng đoạn linh tử sở tư thượng Phật tinh tiền cho yên cung sàng xuân tiền cai đàn mà phô phát thành biểu quan tình phẩm tinh vật lâm đàn cung nhanh tam tứ phổ đất tái hội đồng nông cho tượng mã yên đại hình nhân tiên đệ sơn trang cầu công danh tài lộc quê vương xin thần đế chủ ngọc ân thanh đồng mà lê ưu tuấn bản mệnh sinh ân sinh bà ơi cảnh tư tập quế tim liên chính trực hải phúc nước tinh quân vàng đồng bạc cha quái cung thần quán ngọc ngưỡng ni chi đàng tấu trình vật thanh ni tiền chúa khai đàn mà phủ dẫn ni trình đệ tổ tuân đồng nguyễn minh đức bạn mạnh sinh vĩnh đi liền anh cảnh chị tập kỷ hoa quê kim liên chính trực hồ tú tình quân họp tiên cảnh chi đẳng tân đồng đặc thị hồng khí bạn mạnh sinh nhâm tuất liền anh cảnh tứ tập tám quê kim liên chính trực thái dương tình quân đồng đồng bát quái khốn cung tận quán họp cảnh chi đẳng ấy cài tâm ấy cùng vòng đồng ta quyến đặng tức nhật ngôn càng tinh tổ phổ giám phạm tâm ngôn nhầm phần đằng sơ sinh tự nhiễm ngưỡng nghi tinh đặng số quy kỳ định ư thiên cung mạnh định nghi ngôn ngô tứ khổ phần nghi dẫn kinh ngưỡng nghi đàn đã phạt tây tinh lưỡng gió số mệnh nán đi đào ngưỡng thử quy tâm hướng đạo do thị kim nguyệt đắc nhập phú tiết tướng hoa kim ngân lễ vật tình cũng phu trần hồ hữu sơ văn tiền vân thượng tổ ung duy quỳ bồ trí tôn phù tang cam lâm đại đế ngọc vệ quỳ phù thủy tiên đệ tam đô đông nữ bạch ngọc thủy tinh công chúa cảnh cung quyết cả quỳ phù điện vị hoàng tử vương quan chư vị cấm sai ư bạch nhà công chúa tinh tiền nhà quỳ phù phong hành xuân giả thường ý thường tạo quan nhất tiết canh trung duy phục bọc thanh tử động về chân giám phục nguyện các danh hội họp chữ tôn ngưỡng bảo phật đẳng nguyên tăng ngũ phúc nguyện sáng phật tài dĩ băng tiêu tố trọng tam tài bát lạc bộ chính thường chỉ vân tộc ân cung các thánh bạn mạnh nhà thọ trường thọ tỉnh nam sơn phúc như đông ai cảm tử tông tâm cầu chỉ như ê đan văn nhà tình vô nhập định tiết bình tĩnh chỉ chỉ cần số thiên vận lắm giáp thì ta ai ngày ai mới giờ lành đã thử pháp sự quan thành tâm lòng tổ sư phê cảm biến sư thương đào tai độ gì tản sai bình độ bình tình
Phật Thánh Thiên Hiền đâu lên, Phật Thánh Thiên Hiền công đồng tứ phủ xét soi cho trần ngài về đấu sơ lên trình. Dòng nhan thầm cờ diều ngái về chứng đạn duyên ngã tích tăng cũng giả kim phụng hoàng lần còn thành chưa thiên trung ương ca năng tận giả âm y từ bi vân chúng sinh cung ác kim linh lệ kim phục hoàng thân còn khai quang long nhan thầm cờ diều quang minh chứng đạn duyên. Văn sư thượng lai kính dân, văn sư thượng lai khai quang chứng hình nhật ngã tích tăng cũng giả kim phụng hoàng lần còn thành chúa thiên trung ương. Văn sư thượng lai kính dân, văn sư thượng lai văn sư tương lai kính dân, văn sư tương lai pháp sư tô đời chúa phê danh dành kính cho người từ trường sinh. Nhìn từ trường sinh đi cho nhị từ trường sinh chư phu chư quý các linh thọ trường đi cho dương mạnh đôi đường dùng mạnh đôi đường mê cho dùng mạnh đôi đường đầu xuân trí cuối lộc tài đầy đáng bốn mùa vật là tai qua kỷ vĩ dâng lên tam đầu kỷ vĩ dâng lên quan về tô đôi chết niên rành rành thi cho nhị từ trường sinh. Dâng lên sớ được kim ngân quan về đấu đôn chúa phê dành dành kế cho nhị từ trường sinh chư phu chư quý các linh thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường dùng mạnh đôi đường phê cho dùng mạnh đôi đường mùa xuân lan lộc đông thu bát tài hề về giải trừ tay. Dám đàn diệt quan lớn về, chừng dám đàn diệt sau là tu chấp. Tà tính vẹn này ra ai chẳng thể biết tay. Chứng phủ chứng đàn quan về, chứng phủ chứng đàn độ cho đệ tử đời đời bình hoa, độ cho phúc đắc hà sa. Mở riêng khai hồ quan lớn về, mở riêng khai hồ khai đạt mở phủ cho đồng vinh hoa.
lấy ở cộng đồng nước thương, lấy ở cộng đồng tưới lên cây nước sạch trong đầu lầu quan về mặt trung tâm. Sở thiết đi có lớn về chú sở thiết đi độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, độ cho phúc đắc hà sa. Phúc đắc hà sa độ cho phúc đắc hà sa, bao nhiêu hạt ách tụng ra hải ngoài. Đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh, dư vô dư quý tăng linh tỏ trường về cho sức mạnh đôi đường. Lại biệt chữ thiên chữ thập, lại biệt chữ thiên đi độ cho đệ tử khang niên thọ trường, độ cho sức mạnh đôi đường. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông, lại đẩy cây thông dường là bụt vương bằng nắm tay qua. Bóc vỏ xoay tâm có lớn về, bóc vỏ xoay tâm xoay trong lòng trứng, trứng trong lòng người quán về bóc vỏ xoay tâm. Quạt mát cho đồng quán lớn về, quạt mát cho đồng cho yên bản mệnh, cho tân ước vàng đồng thanh bóng nghịch vô hoan. Soi chiếc ước mơ trăm năm, soi chiếc hương mơ không bằng một phút, soi nhờ gương quan quán về soi sáng cho trần. Thực cấp lương quan lớn về, cấp thực cấp lương ban danh ban diệt cho đồng vinh hoa. Lấy ở sông ngân nước này, lấy ở sông ngân tưới lên cây nước, lòng trần sạch không nước dương tẩy hết bụi trần. Thank you.
này khánh hạ ý nghĩ yên mở trường sinh mở yên trường sinh bày ban ban khắp hết tùy định xuân xuân đan quê tiêu tiêu nhạc vũ cắm sao chơi bên ta người này.
lành xuống chuyên chéo mấy ngược thác, nào thác mê lại thác quẩy, quẩy mê quẩy sung có khi thác tiền đánh vũ lại đi xía vài. Làm bạn sống đeo diệt cho quân sĩ đua treo về chơi bạch bạch hạc sĩ theo sông lục đầu. Nghe chảy xuống kinh môn sau sông chân giữ càng khôn theo dòng sông cái đổ dồn về suối. Hãy
khuyên khoan đệ tử ý hụ người gầy đi và chuyện bốn phương trên trời dưới đất đi quản nghi thông trì đạo Phật đi truyền văn cầu bắc sông mi ngân hà liệt hàng tinh đi đầu bay ra đi ngang trời
đồng họ Lê chúng con A Di Đà Phật, mà kể là hầu A Di Đà Phật, thì chúng con nhận cứ quyền khai bốn phủ ngài về tự đàn ngữ phổ A Di Đà Phật chứng lòng thành A Di Đà Phật. Anh đồng họ Lê chúng con hôm nay bắt kế giàu xin cùng anh đồng phòng ngọc nguyễn họ Đặng chúng con A Di Đà Phật nay xin ngài ai quyền khai bốn phủ ngài ngài về chứng giám tòa hoàng thánh sớ A Di Đà Phật xin ngài ngài quê chuẩn những A Di Đà Phật phú ý A Di Đà Phật cho anh đồng họ Lê họ Nguyễn họ Đặng chúng con tòa hoàng thánh sớ được sạch sỏi A Di Đà Phật anh ngài về xin quê dấu đỏ dấu đen tòa hoàng thánh sớ xin A Tuấn Phong như lai thần Tuấn Phong, Đức Thích Ca như lai di giáo đệ tử thần cảnh hoàng cảnh thế thổ, Cố Tổ Bạch Vai trần tờ thượng môn đầu thành tuyên bạch sở vãn hạ. Bái nhà chỉ tam thanh đức bảo hồng tốc nhà chỉ chính nhà chỉ im chỉ nhà nổ trần cam hồn luôn ngưỡng cao mình biết như về à tại Việt Nam quốc Hà Nội thành gia Lâm huyện đa tôn xã tòa nhà F102 vì hôm ấu sinh bát số phòng 1703 Y vô tài phủ thượng đoạn linh cờ sở tư thượng phụng Phật thanh thiên chúa cúng giảng xuân thiên trai đàng mà phổ phát hành biểu quan thành Phật tâm đàng công anh tăng tư phổ sang âm hồn đồng đồng chô thượng ma tiên đại hình nhận tiên đệ sơn trang cầu công danh tài lộc vượng kim thần chủ mộc ấn thanh đồng lê hữu tuấn bản mệnh sinh ất xỉu tiên hành thanh tứ tâm quê tìm liên trinh trực hộ đức tinh quân bản đâm bát quái cung thần quan học can thi đằng tấu trình vật thanh thiên chúa khai đàn mà phổ dẫn trình đã có tuân nghe đồng nguyễn minh đức bản mệnh sinh bình ký liên hành canh nhị thập cửu tuế kim liên chính trực phó tú tinh quân học mà can chi đẳng tuân nghe đồng mà đặng thị ông quý bản mệnh sinh nhâm mi tuất liên hành canh tứ thập tám tuế kim liên chính trực thái dương tinh quân đọc đâm bát quai thôn cung thần quan họp mà cán chi đẳng các nhớ tâm mi cùng bãi địa phủ tiền cánh phủ giam phạm tâm môn niệm thần đồng sở tế thiết niệm sinh tổ tế lâm mi quyền thanh động mà số thì đình vũ thiên đạo mạnh thi ngưỡng cơ giấc phổ vi tư nhất tâm cảm vọng anh mạc điêu đai ngưỡng tư ẩn tiếp chi ngưỡng cùng trình anh lễ gió thì tín luật các gần cô tiếp tướng tín ngân lễ vật văn nhà tu sơ văn kiệt tuấn hoàng tẩu hạ cùng cùng thủy địa hồ chỉ tôn bắc âm cùng đô nguyên thiên đại đế ngọc bệ hạ địa phủ địa tiên đệ nhị vương quan nhiễu hành công chúa đây tăng công chế tăng hòa diệu đại vương nguyệt địa nhà địa phủ công đồng hoàng tử vương quan chư vị cấm sai cùng biết à địa phủ nhạc sơn hô ngốc đầu âm dương hiểu thiên nàng vân hoàng giáp đồng đằng chứa linh thần vị thiền địa phủ tinh ban hội đồng quan tinh quan quật
vương vô thánh chúng vị thiền địa phổ diệm ma sứ giả ấy ngưỡng trình bái quanh nhất thiết thánh chúng vị thiền địa phổ các thánh hợp bà đồng nữ vô do giáng cổng các ngưỡng tứ tôn quang lâm phổ cầu thông truyền hội đồng hóa tư bái tình ấy đệ tổ kim nhật vĩnh thải tướng vọng truyền phong vũ huy y tâm tinh viên minh trường phân họp thuộc thanh đồng thái ngưỡng nhĩ nhĩ thống y bái nhất thân hiệp nhà pháp vạn sở y vĩnh tệ truyền nhà mộng hồng thân tác thần hạ tình bố nhậm kinh tiết bình thành chi chỉ cần số tiên vật lâm giáp thì tháng hai ngày hai mươi giờ này đã ở pháp sự mỗi thành tâm bãi đạo hoàng là bút chu phê chuyện nhang là bút chu phê cả viên chữ tướng đao lai hộ trì tà sai binh bộ binh tùy Phật thánh tiên hiền tấu lên Phật thánh tiên hiền công đồng tứ phủ xem soi cho trận ngài về tấu sư lên trình quan về bát dấu bát phủ bát dấu dấu ấn ni bát phủ phủ linh độ cho họ nguyện bình an họ nguyện bình an bát dấu bát phủ ông về bát dấu bát phủ bát dấu dấu ấn ni bát phủ phủ linh độ cho họ nguyện bình an bạn dấu bạn phù ông về bạn dấu bạn phù bạn dấu dấu ấn đi bạn phù phù linh độ cho họ nguyện bình an họ nguyện bình an độ cho họ nguyện bình an chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường độ cho dông mạnh đôi đường bạn dấu bạn phù ông về bạn dấu bạn phù bạn dấu dấu ấn đi bạn phù phù linh độ cho họ nguyện bình an bạn dấu bạn phù quan về bạn dấu bạn phù bạn dấu dấu ấn đi bạn phù phù linh độ cho họ nguyện bình an họ nguyện bình an độ cho họ nguyện bình an bao nhiêu hạn nãy công tống ra hải ngoài ông về tấu đôi chép biển truyền phán các quan ngài về truyền phán các quan tả văn hữu võ lượng đan đáo đàn lệnh sai văn võ đôi hà Thank you.
khai cung rong nhan thầm cờ diều ngoài về chứng đàn duyên ngã tích tăng cũng dạng kim phùng hoàng lần cẩn thận chúa thiên trung ương và lắng thầm ra ân từ bi lân vân chúng sinh cô ngã kim đình lễ rong nhan thầm cờ diều quang biên phải chứng đàn duyên diền văn các quan quan lớn về diền văn các quan tả cơ yếu đời lượng ban áo đàn quân diền văn võ đời hàng văn sơ dựng lên thượng lại văn sơ dựng lên ông về đâu đôi chép biên dành dành thế cho nhị tự trường sinh chữ phú chữ quỷ khang linh thọ trường đồ cho dung bánh đôi đường mạnh đôi đường độ cho số mạnh đôi đường xuân qua hạ tới lộc tài để đa bốn mùa phẩm nặng tai qua anh linh trước về bảo hộ gia đình chừng dám đàn diên quan lớn về chừng dám đàn diên sau là tu chấp tà tinh bên này ra vai chuyển để tiếp tay mở diên khai hồ quan lớn về mở diên khai hồ khai đàn mở phủ cho đồng vinh hoa lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân tưới lên cây nước lòng trần sạch công nước dương tẩy hết cùng trần mở sổ thiên đình quan về mở sổ thiên đình độ cho đệ tử đời đời vinh hoa độ cho phúc đăng hà sa đôi chữ trường sinh đi cho đôi chữ trường sinh chư vũ chư quỷ an ninh đỏ trường phi cho sức mạnh đời đường bùn hoa biên chép sang cứ lòng thành nổi công danh ơn nhờ phần thánh lộc hoàng ân mang đến thần tài ơn quan tiếp lộc ban tài lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại đầy cây thông dược già bốn mùa kết trái đơm hoa qua bốn mùa phẩm lặng tai qua dân an quốc tài dương ca chơi bời quân thần bài đạo chúng tôi mở cánh quạt chơi tay tiến mở cánh quạt chơi quạt cho bảy vía đồng tân mát lòng quạt cho mát lòng hà sa soi chiếc hương mờ trăm năm soi chiếc hương mờ không bằng một phút soi nhờ gương quan quan về soi sáng cho trần tẩy hết cuộc trần nước dương tẩy hết cuộc trần cho an bản mệnh cho thân vững vàng đồng thanh bóng lịch côn ngoan cấp thực cấp lương quan về cấp thực thực lương độ cho đệ tử đời đời ấm no độ cho phúc đặng hà sa cắt tóc làm
tươi, đệ tử con đi cắt tóc làm tươi, trên theo Phật anh, dưới theo đồng thầy, một lòng không dám đơn sai. Chấm lính nhận đồng có lớn về, chấm chấm nhận đồng đồ cho đệ tử đời đời vinh hoa, đồ cho phúc đắc hà sa. Chấm lính nhận đồng quan lớn về, chấm lính nhận đồng trao khăn tứ phủ cho đồng vinh hoa. Chấm lính nhận đồng có lớn về, chấm lính nhận đồng bàn khăn tứ phủ cho đồng vinh hoa, đồ cho phúc đắc hà sa. Chấm lính nhận đồng có lớn về, chấm lính nhận đồng bàn khăn tứ phủ cho đồng về vàng, độ cho đệ tử bình mang. Chấm lính nhận đồng quan về, chấm lính nhận đồng trao khăn tứ phủ cho đồng vinh hoa, quan về chấm lính nhận đồng. Chấm lính nhận đồng quan về, chấm lính nhận đồng trao khăn tứ phủ cho người trần gian, từ đây thành lính thành đồng. Bốn giải luôn đào quan ban cho, bốn giải lừa đào rồi ra được cường lộc dày quan ban, hôm nay chấm lính nhận đồng. Đã được làm tôi họ Nguyễn con, đã được làm tôi trên theo Phật thành, dưới theo đồng thầy, trong ăn chiều sẽ bóng về Tây. Chấm lính nhận đồng con lớn về, chấm lính nhận đồng ban khăn phù diện, lính cho đồng về vàng, độ cho họ Nguyễn bình an. Văn sứ dâng lên tương lai, văn sứ dâng lên quan về tu đuôi, chép biên dành dành vì cho nhị tử trường sinh. Nhị tử trường sinh thuê cho nhị tử trường sinh, chữ phu chữ quý càng linh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường. Dũng mạnh đôi đường về cho dũng mạnh đôi đường, mùa xuân ban lộc đồng thu bát tài, hề về giặt trừ tài. Ban lộc tiếp tài quan lớn về, ban lộc tiếp tài ban ngân ban xin cho đồng bình an. Mở phù kéo cầu quan
bê mở phù kéo cầu, dìu dắt đệ tử qua cầu Vịnh Hoa độ cho phúc đặc Hà Sa. Quan tuần ra
lai có bên xuất nhập trang đài đào lan tuy huệ sư vầy xuân vầy sướng ca nghi. Thầy nghe nhiều nơi lịch nghề sự vô định nghĩ vô đặt bày chuyện cổ nghĩ dĩ lại bảo ven xuất nhập trang đài đào lan đi quê huệ tiếng bày sướng ca các bộ nàng đi ra tay bẻ ca cười thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. Ngày hôm nay ngày tốt cỏ lành thắng đẹp. Anh đồng họ Lê chúng con A Di Đà Phật. Vế hầu A Di Đà Phật. Khi thật ngày nay cũng phần tranh là sáng như đầy hố. Chúng đã chứng công thương. Anh đồng họ Lê chúng con A Di Đà Phật. Cân đồng họ Nguyễn họ Đặng chúng con A Di Đà Phật. Đại con xin có tỏa hạ sở thông tin ông. Quyền hai thông chức hải mạng A Di Đà Phật. Trong tạp sản phẩm thông tin ngày cao hợp ứng sở của chúng con A Di Đà Phật. À, quân phòng như này, thần quân phòng được thích cả như này. Di giáo đệ tử tân thành hoàng. Anh không thể thổ cố thổ. Bách bái trần tử tượng môn đầu thành tuyên nhi bạch sở văn nhi ai à, linh bảo tiên mà tư phổ pháp đảng sĩ kim cố về tại Việt Nam quốc Hà Nội thành thị gia lâm huyện đa tôn xa quả nhà ép 102 tuyên ôm âu phân phát kê a số bằng 1703 vô tại phổ thượng đoạt linh cờ sơ tô tượng dũng à quật thanh à tiên chúa yên cung sàng xuân thiên khai đàn mở phố phát thành biểu quan cảnh quật tâm đàn cùng anh tam tứ phổ công đồng ấy à lòng vô thường mãi à thế đại thành nhân tiên nhi lễ sơn trang cầu công danh tài lộc thịnh nghi à kim à tận ni à lê chỗ mong ân thanh đồng à lê hữu tuấn phải mệnh sinh ân xỉu liên hành cảnh à tố thẩm quế kim liền chính cực cũng đức tinh quân bản đâm bát quái ai à học can chi đằng ông ấy trịnh Phật thánh tiên chúa khai đàn mò cổ dẫn đi trình đệ tô tân đồng nguyễn ngô minh đức phản mệnh sinh binh tý điền hành canh ngay nhị thập kiểm quế kim liên chính trực phó thủ tinh quân họp can chi đẳng ngay tân đồng đặng thị hồng quý bản mệnh sinh dâm tuất niên hành canh tứ thập tam quế kim liên chính trực ai dung tình quân hi học mi tiếng cán chi đẳng tâm thành bái vọng tiền vẫn còn tội tốt nhật ngưỡng can học toàn giá đẳng tiếng tượng hi mãi ấy phật chỉ phong hi giá trị ở pháp hi lực phong linh hi ở cảm tình tu trí cũng văn giả hiểu điểm thường bản xứ tổ địa thần kỳ hoa ở hành quyền chỉ công đức kỳ bản kỳ liệt cho vị đô đại hạ linh quan học đồng nghị vẫn chẳng ta đường liên nhi sở vương hành thiền hai tuế chi đức tôn thần chứng minh công đức hiểu đương cảnh thành hoàng bản cổ đại vương ấy tối linh vị tiền quê thô giáp thị nhiên nhị nguyện dị thập nhật thần đệ cầu thành công thượng tôn. Nam Mô Chư Phê Trực Giác Nam Mô Chư Phê Cảm Viên Chư Tướng Đáng Lai Hồ Thị Đà Sai Thi Bộ Binh Kỳ Phật Thánh Kim Điền A Bút Chư Phê Trực Giác Nam Mô Chư Phê Cảm Viên Chư Tướng Đáng Lai Hồ Thị Đà Sai Thi Bộ Binh Kỳ Phật Thánh Tín Hiền tấu lên Phật Thánh Tín Hiền công đồng tứ phủ xét soi cho trật ngài về tấu sư liên trình.
tề truyền văn các quan ni tả cơ hữu tội lượng ban lão đàn quân diệt văn bỏ đời hàng thiên định vạn mã ngàn kéo sang lệnh truyền thiên tội bàn cơ trần thế biết tay ra oai trần thế biết tay ngự lên động tài cứu dày nhiệt ra cứu cho đâu đó bình an đâu đấy bình an độ cho đâu đấy bình an dẹp hết tà quỷ phàm nhan nhiều về tầng mây đem gió đi về gió đi về tuần mây thét gió đi về khi chơi trong phủ khi về đồi ngàn ngọn cờ khai chân trung tâm thiên đời bàn cơ lệnh truyền thiên đời bàn cơ quan tuần mấy giờ người chẳng dáng anh linh trước là bao dân tình buồn sau ra chu chốc minh ta tình thết này ra chật tế biết tay chật thế biết tay ra oai chật thế biết tay tự lên trong tay cứu rầy nhân gian cứu cho đâu đó bình an khai khu dòng nhan thầm cờ diều mái về chứng đàn duyên ngã tích tăng cung dạng khi phục hoàng lần thành chúa thiên trung ta làm tất là âm y từ bi vân chúng sinh cung ác kim linh đệ kim phục hoàng thân thần khai quang long nhan thầm cờ diều quang miên chứng đàn duyên vắng vắng tiệm lại văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chép tiên dành dành thế cho nhị tử trường sinh nhị tử trường sinh thế cho nhị tử trường sinh chữ phu chữ quý khang linh thọ trường thế cho sức mạnh đôi đường khai cung rong nhan thầm cờ diều ngài về chứng ma văn ngã tích tăng cung dạng kíp phùng hoàng lần phật thành chưa thiên trung khai quang chứng hình nhân ngã tích tăng cung dạng kíp phùng hoàng lần cận thành chưa thiên trung mã cho về chứng mã cho đồng đậu cho đệ tử người phân vẹn người ông về chứng mã cho đồng we'll be right back.
hợp mi bàn không bàn đi sắc tư ý nghĩ chân định giang chân định giang thiên vạn cổ anh linh bao phen để đắp lưới xây thành cung cấp bề giới nguyện đi con đi đỏ bên sông tranh sông tranh lên tiếng trả lời
để ngũ sáng ngời trần trên phù ngờ ninh ninh giang. Lúc ngự đông còn đang tra sổ hay ông còn đổi sổ kim chi văn văn võ toàn tài quan tuân lịch sử đảng trai bậc anh hùng đêm cùng ngày giữ việc thì cùng đội lệnh cứu chồng sợ sinh nhân ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc thành gia hồi cùng đồng đình vua cha bát hải ý đồng đình đạo tiên quan điều thất nê ý linh khác thừa thành gia hồi cùng đền dòng xuống dầu rơi phủ đi lầu hồng vào xa tam tòa khăng khăng giữ sổ tam tòa đêm ngày hầu chúa về ngã chí tư bất giang về ngã chí tư lục cung tiên dương cô bốn chữ và dâu về bên
nam mỹ thánh nữ tu cùng mì lên đua tài bất thường một sớm hôm mai.
rừng xanh, xanh núi xanh xanh, mây xanh ảnh bóng sông thành lùng. Tính cho đồng, khai tâm khai tính cho người chẳng chẳng xa. Nay chầu về khai sang cho đồng, ý à ý à. Rừng xanh 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 xanh, núi núi xanh xanh xanh, mây xanh xanh bóng bóng sông thành lục đồng nam. Cảnh cảnh đặt cặp bầy long long hàng hồ phục, vì bên yêu chú lục giang xinh xinh. Chuông là vân vân quanh quanh thiên đình, ý à ý à. Trước là vân vân lệnh thiên đình, sau là bà thị sinh linh coi trần. Tiết tháng năm vào tuần thượng đình, ngày mùng mười trần lệnh hạ du. Một cơn gia vũ vân vân mùa. Một cơn gia vũ vân vân mùa, vân vân tam phương chín tư làm thần. Tây đình muôn dân mừng rỡ, bát ngàn rừng hoa nở thì khẽ. Tháng nghìn năm đèn nữ lầm nè. Đầu hàng kinh đoan trang lịch sử, nét như mì tô nữ cung ngàn. Gần gần kiếp thế ngàn đề ra, ý à. Ngần 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 tuyết 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 là ngàn ra. Hồng hồng ma phân thiêu ra chung chung đình đình. Nay châu về làm lễ dân dân nhà, ý à ý à. Dừng hàng lê mẫu ba tòa, yêu thiều nhà nhà hát ca vang lừng. Các nhật những người mai sáng từ xuân xuân, ý à. Bài sai đôi chiều lù cung, nắng 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 ái vốn dòng sương trang. Măng chúc măng vàng, măng tre măng nữ cùng làm cha vàng. Cùng có khi xuống ái đi thường, ý à. Thank you.
còn cả các nơi các nương núi rừng bắc đèn bắc là rực rỡ hoa cát cửa rừng mọi nơi hà giang vào làng thành tươi tuyên quan châu đồ ba mươi tướng à bởi vì căn số con cao bởi vì căn số con phải thờ mẹ cha tìm về giấy sơ nhân hòa ý à. Châu trình thành kính dâng lên trước trình phật thánh sau con trình cầu dựng lên quốc bầu đường tòa ý à ý à. Trình lên quốc bầu ba tòa hồi đồng quan lớn trình tòa sơn trà trình lên tập kỳ kiến giàu sang
người Sơn Trang hôm nay sáng ngời, dáng yêu kiều xinh quá là xinh, người xinh cành cụ yêu, người xinh. Trần phàm ai dễ biết đâu vui khắp hòa
tam mi thập ngàn xuân ý à. Hoa phép màu lấp liền, ai quan đón mùa vay cầy hoa ý à. Trời chốt non đồng bình thủy, chờ xa về phố vị suối ngang dọc mi chơi 18 cửa ngàn đề. Trái chín đi thơm dung mi dinh quầy làm đầu non Thank you.
đầu nó. Và nghe chim kêu kéo bò trên màn đồng lá rừng chim hoanh gọi bàn nhát dựng lên cánh nhạt chập chờ cuốc nghi kêu báo cảnh chiều ý à. Trở về sáng bóng sáng hình nay trở về sáng bóng sáng hình đồ cho họ nguyện đời đời vinh hoa thành ra hồi cùng xin một tràng vỗ tay ạ.